nó tạo được một tròn như này rồi anh em nhé. Đây là ta tiến hành đưa nó vào. Rồi lấy công kìm cộng lực này, ép. Kín luôn. Không chặt luôn nhé. Thép ở giữa là chết cứng luôn rồi này. Không cựa đi đâu được nữa. Ok chưa anh em? Đó. Rồi anh em phải liên hệ mình nhé. Bằng thép 3 ly anh em ạ. Cái khẩu hình của nó là ôm thoải mái nhé. Đấy, khẩu hình của nó là ôm vừa. Đấy. Ép thép 3 ly này. Bây giờ mình sẽ ép trực tiếp anh em coi. Đây. Rồi đóng cho cái mối này nó sẽ khít lại nhé. Gần lại. Đấy. Rồi bây giờ bắt đầu ép. Đó anh em coi. Mối thép vali đã được đóng kín rồi này. Gần lại. Đó. Cái kìm này nó đã thực hiện ép cái mối vali. Ok nhé.